đừng nhận bé về nuôi, nhỡ may mất ở nhà thì làm sao? Đó là những lời mà chị Trương Hương Thủy đã được ông bà cha mẹ khuyên can khi quyết tâm đưa bé xíu về nuôi khi cô bé mới chỉ 9 lạng và bị để lại tại một ngôi chùa mang rất nhiều căn bệnh như tim bẩm sinh hay là hở phòng họng. Lúc này chị Trương Hương Thủy sinh năm 1980 tại Hà Nội cũng chỉ là một người mẹ đơn thân rất khó khăn. Tuy nhiên, chị đã mang bé về nuôi. Và điều ngạc nhiên hơn nữa, sau 6 năm hiện tại chị đã tìm được tổ ấm hạnh phúc mới và có cuộc sống vô cùng viên mãn. Mời quý vị và các bạn hãy... Trước đó khi nghe ý định của chị, mọi người trong gia đình đều phản đối dữ dội. Thậm chí bố mẹ của chị khi đó đòi từ mặt con gái. Ông bà cảnh cáo đón bé về rồi lỡ bé chết tại nhà thì sao? Nhiều người thì dèm pha được 37-21 mà cũng không nổi 21, vài ngày là hết cỡ. Trước đó chị Trương Hương Thủy có một cuộc sống hôn nhân với chồng cũ nhưng đã tan vỡ. Chị có hai người con ruột cần chăm sóc, áp lực cơm áo gạo tiền khiến cho mọi người nghĩ việc nhận nuôi thêm con của chị là vô cùng điên rồ và không biết lượng sức mình. Chị Thủy tâm sự, cũng không rõ vì sao mình chỉ có một linh cảm dữ dội rằng không thể nào để cho con khổ. Hành trình nuôi con tật nguyền không hề đơn giản, ngoài ra thì bé còn bị suy dinh dưỡng não. Bé rất khó cho nên chị Thủy không thể nào tìm được bà vú. Người ta cứ ở vài ngày rồi lại xin nghỉ, vì vậy tôi đã nghỉ việc hơn năm trời để tự mình chăm cho con. Chị Thủy tâm sự, từ đó tới nay là 6 năm bé khỏe mạnh, đáng yêu, sức khỏe đã tạm ổn định. Có lần mẹ bé đến tìm con nhưng nhìn thấy con ốm yếu, bệnh tật thì lại quay đi ngay. Lần khác, mẹ bé liên lạc với chị Thủy và bày tỏ mong muốn nhận lại con. Chị giận lắm nhưng rồi nghĩ, mình đang làm những gì tốt nhất cho xíu thì tại sao lại ngăn cản mẹ con họ gặp nhau. Chị đồng ý để cho mẹ ruột đón bé về, chị sẽ chu cấp toàn bộ chi phí nuôi và điều trị cho bé. Mẹ bé nói để bàn với gia đình rồi sẽ đến đón con, nhưng rồi người mẹ không quay lại và tôi cũng không liên lạc được với họ nữa. Đứa bé ấy đã từng bị bỏ rơi, nếu bây giờ tiếp tục bị người thân ruột thịt vứt bỏ, từ chối thêm một lần nữa thì rất đáng thương. Chị Thủy nghẹn ngào nhớ lại. Chị càng thương con nhiều hơn, chăm bé xíu còn nhiều hơn cả hai con đẻ của mình trước đây vì bé quá thiệt thòi. Năm đầu tiên, chị Thủy quyết định nghỉ hẳn công việc kinh doanh tập trung chăm sóc và điều trị cho con. Thời gian đó, chị ăn ở tại bệnh viện nhiều hơn ở nhà, trông con một mình trong lúc phẫu thuật là những ngày khó khăn đến nghẹt thở, không bao giờ quên. Chế độ chăm sóc xíu hoàn toàn đặc biệt, từ việc ăn uống bằng dụng cụ chuyên biệt vì cô bé bị hở phòng họng đến việc thực phẩm thuốc men dành riêng cho trẻ bị suy dinh dưỡng. Số tiền bỏ ra hàng tháng nuôi con gấp nhiều lần lương của một nhân viên văn phòng cấp cao. Thời gian đầu tiên bé bị chứng tăng động, mỗi lần lên cơn là tự đập đầu xuống sàn nhà hoặc là bé sẽ cắn mẹ và đánh mẹ. Tuy vậy, sự xuất hiện của bé xíu đối với chị Trương Hương Thủy ở thời điểm đó và cho đến hiện tại là một liều thuốc chữa lành. Chị Thủy cũng từng bị gan, bị thận hồi nhỏ, ba mẹ nuôi con rất cực khổ, họ sống trong một căn nhà vỏn vẹn 10m2. Tuổi thơ của chị đã từng nhiều lần phải tự nằm viện, tự chăm sóc bản thân rất lạc lõng. Thậm chí, chị từng bị xâm, hờ ai hai nhưng mà không dám nói ra vì sợ mẹ lo lắng. Cảm giác của bé xíu, chị hiểu được đôi chút và rất đồng cảm. Trong sự cô đơn, lạc lõng và sức sống mạnh mẽ của đứa bé, chị nhìn thấy hình ảnh tuổi thơ của mình, một ký ức đớn đau mà bây giờ chị đã sẵn sàng đổi diện. Câu chuyện của chị Trương Hương Thủy đã từng được kể trên sóng truyền hình quốc gia lấy đi rất nhiều nước mắt và sự cảm phục của mọi người. Tuy nhiên, sau 6 năm, càng ngạc nhiên hơn nữa với cuộc sống của người phụ nữ này. Hiện tại như một sự an bài của số phận, chị Hương Thủy đã xuất sắc trở thành chủ của một công ty với chuỗi khách sạn tại Nha Trang. Chị đủ sức nuôi con ăn học và lo được cho người thân. Mừng hơn nữa, Hương Thủy còn bén duyên với anh chàng phi công Nguyễn Thế Phong, 50 tuổi, cơ trưởng Boeing 787VNA, người đàn ông khiến cho chị quyết định mở lòng xuất thân là phi công quân sự được đưa qua Nga huấn luyện, sau đó qua Úc đào tạo để chuyển loại máy bay dân sự. Vào năm 1998, anh đã về Việt Nam và làm cho Vietnam Airlines, sau đó lên cơ trưởng lúc 35 tuổi. Anh Thế Phong cũng từng ly hôn hơn chục năm trước đây và ở vậy hơn 11 năm để dành trọn tình thương cho các con của mình. Chỉ đến khi các con vào đại học, anh mới gặp phải lòng mẹ đơn thân Hương Thủy. Trong lần đầu tiên hẹn hò, anh Thế Phong đã tặng cho chị Thủy một món quà khá giản dị, đó là chai giấm. Ban đầu thì cảm thấy kỳ, nhưng hóa ra do gia đình của anh có một cơ sở kinh doanh giấm rất nổi tiếng. Rồi một lần khác, anh Thế Phong tặng bạn gái một đồng xu vì đồng xu đó đã theo anh mười mấy năm trời, mang rất nhiều tình cảm. Biết hoàn cảnh của mẹ con Thủy, nam cơ trưởng không ngần ngại muốn gom hết tài sản của mình để giúp cho nàng. Hương Thủy nhận định rằng sau đổ vỡ có nhiều người đàn ông đến bên đời mình, nhưng chỉ tới khi gặp anh Thế Phong xuất hiện thì cô mới nhìn ra được sự chân thành và bị chinh phục. Hiện tại, chị có một cuộc sống viên mãn khi được chồng và gia đình chồng rất tin yêu, nể trọng, vun vén đủ điều.
anh Phong trao tất cả tình cảm cũng như toàn bộ tài sản dành dụm bao lâu cho vợ. Hương Thủy kể lại, sau này chồng của chị mới bộc bạch. Số tiền anh đưa cho em lúc đó cũng không liều lĩnh bằng quyết định em cứu sống và nhận nuôi một đứa bé bị bỏ tại chùa khi chỉ nặng chưa được 1 cân, dị tật bẩm sinh. Anh nghĩ một người có tâm như thế thì mình hoàn toàn có thể tin tưởng. Anh đối xử với em tốt nhất có thể, để mong rằng nếu như em có ý định lừa dối hay làm điều gì không đúng với anh thì em sẽ suy nghĩ lại. Nhìn chị chăm bé xíu, đưa đến cho bé một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc, nhiều người dặn chị đừng để bé biết về tuổi thơ của mình, đừng để bé biết rằng mình là con nuôi. Chị Thủy thì lại nghĩ khác, chị không muốn giấu con điều gì, con được quyền biết tất cả sự thật về mình. Trong các sự thật đó, có một sự thật là bé được lớn lên trong tình yêu thương. Những trải nghiệm tuổi thơ luôn nhắc nhở tôi phải hết sức quan tâm, để ý, quan sát, lắng nghe khi nuôi dạy con, người mẹ bộc bạch. Chị Thủy trải lòng, việc nhận nuôi một đứa trẻ đặc biệt đã thay đổi nhân sinh quan của chị, khiến cho chị nhìn cuộc sống bằng góc nhìn tích cực, không để cho nỗi sợ lấn át bản thân, trân trọng những gì mình có. Nhìn chồng chơi đùa đầy yêu thương với bé xíu, được gia đình chồng ủng hộ, với chị đó là hạnh phúc. Hơn nữa, các con ruột của chị cũng rất yêu thương em. Chị Hương Thủy cho biết, chị và chồng hiện tại vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ, dù sao các con ruột của chị cũng cần phải có gốc gác, có bố, có nhà nội. Về lý do chia tay hồi đó, chị cho biết, do mình mới 19 tuổi, đã cưới, chưa có tiền, chỉ ở nhà ăn bám, cũng không hợp mẹ chồng, cho nên dần dần, vợ chồng sinh ra mâu thuẫn. Chị Hương Thủy khuyên rằng các bạn nữ nên vững vàng hơn, có kinh tế, có trải nghiệm, hãy bước vào cuộc sống hôn nhân. Muốn thất bại đi qua, ta sẽ nhận thấy lỗi của mình ở đâu. Trước đây tôi luôn nhìn về quá khứ và cuộc hôn nhân trước để dằn vặt bản thân mình. Giờ đây tôi không muốn phải nói điều giá như nữa. Tôi muốn được hạnh phúc, tôi muốn có một cuộc sống vui vẻ và tươi sáng. Đó chính là điều tôi sửa sai cho những sai lầm trong quá khứ, cũng là điều tôi bù đắp cho chính tôi, cho những thành quả mà tôi đã cố gắng cho đến ngày hôm nay. Tôi muốn các con nhìn thấy tôi hạnh phúc, tự hào về những điều tôi làm. Chị Hương Thủy tâm niệm, trong cuộc sống này cứ cho đi không cần nhận lại của người mình đã cho, sẽ có ai đó trong cuộc đời tặng lại cho mình thứ mà mình đáng được nhận. Đúng là cứ sống tốt trời xanh tự khắc có cách an bài, đúng không mọi người? Cô nàng Hương Thủy thực sự rất mạnh mẽ và có tấm lòng lương thiện, cho nên quà ngọt ngày hôm nay với cô là hoàn toàn xứng đáng. Cảm ơn Hương Thủy đã mang đến cho đời một câu chuyện quá đỗi nhân văn. Hy vọng những bạn nào đang gặp khó khăn, bế tắc vì bất cứ một chuyện gì đi chăng nữa thì cũng đừng bỏ cuộc. Mỗi ngày mạnh mẽ thêm một chút, nỗ lực thêm một chút, sống bằng cái chân tình thì mọi chuyện buồn sẽ qua, khó khăn sẽ vơi đi, rồi một thời điểm nào đó quả ngọt sẽ tới. Xin chúc cho tất cả quý thính giả của kênh Lòng Lành TV sẽ luôn mạnh khỏe, tươi tắn, gặp được nhiều điều may mắn trong hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!